các nhà khoa học ghi nhận được sự tương đồng giữa kỹ thuật săn mồi của cá voi và một loài sinh vật được ghi chép trong các tài liệu từ 2.000 năm trước. Kỹ thuật săn mồi bằng cách mở miệng rộng trên mặt nước của cá voi được ghi nhận vào những năm 2010. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng kỹ thuật này có thể được mô tả trong các tài liệu cổ cách đây 2 thiên niên kỷ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Flinders Book đã xác định được sự tương đồng nổi bật giữa hành vi kiếm ăn của cá voi và một sinh vật biển có tên là Hagfuglfa, được các tài liệu tiếng Bắc Âu cổ từ thế kỷ thứ 13. Chỉ còn một mắt kỳ lạ vừa mới chào đời tại một trang trại ở Thái Lan đã khiến người chủ bối rối vì hình hài khác thường của nó. Chủ trang trại Subarat Jilan cho biết bà nghe thấy tiếng dê mẹ đang sinh ra một bầy con đột biến. Vào khoảng 8 giờ sáng, cô đến chuồng dê đi kiểm tra, nhưng vô cùng sốc khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh chỉ có một mắt và không có mũi. Cô ấy nói thêm rằng dê con có vẻ khỏe mạnh, ngoại trừ những dị tật trên khuôn mặt. Subarat nói, tâm trạng của nó thật đáng tiếc, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó. Chúng ta sẽ phải xem nó có sống sót hay không. Con dê con được cho là mắc chứng xilopia, một khiếm khuyết di truyền hiếm gặp. Trong đó, não của con dê không thể phân chia thành hai bán cầu trong quá trình phát triển. Điều này dẫn đến việc nhiều bất thường về thể chất, bao gồm cả việc mất miệng và mũi.